狂乱的风吹来，我会风合唱，你出现就能把夜空点亮。不管我们的未来会怎么样，我悄悄为她订美丽的妆。你的快乐是我唯一的能量，我希望每一秒元气满满。穿着精挑细选的情侣衣裳，我们是行走的浪漫。让我待在你的身边，看星光点点，每一次呼吸都变甜。跟着流星划过天边，我们许个愿，每天都有心动感觉。Nhân Duy Đại Nhân xin dừng bước. Tập 20. Ta không thể để công tử biết ta tìm được một kẻ lừa đảo. Nhưng lúc chưa lớn chuyện, ta giải quyết hắn trước. Mau lên. Đi. Dù là bằng hữu chốn nào cũng xin đa tạ. Chú Cát tiên sinh mất tích rồi. Này, không phải không cho cháy ra sao? Thế nên sơ sơ một chút để che giấu tay mắt. Người thế này cũng rất độc đáo. Đại nhân, đã báo với bên cổng thành rồi, không phát hiện người đáng ngờ. Xem ra bọn bắt cóc vẫn chưa kịp đưa chú Cát tiên sinh ra khỏi thành. Ta không phát hiện được bất cứ manh mối gì, nhưng ta đoán có thể tránh thời gian tuần tra để đưa người đi một cách hoàn hảo, chứng tỏ có nội gián. Dám mang cây táo rồi cây sung ngay trước mắt ta, chán sống rồi à? Tối qua ai trực vậy? Ai trực? Tối qua tiểu nhân đến đó thấy chú Cát Khuôn bị người ta bắt đi. Hôm qua ngươi thấy sao không cứu y? Tiểu nhân cũng muốn bắt hắn đi. Tại sao vậy? Từ khi chú Cát tiên sinh đến đây, người không thể đối xử bình đẳng nữa, nên ta đã sinh lòng đố kỵ. Đúng rồi, ở đây là thứ tối qua rơi xuống từ trên người kẻ áo đen. Đây là cái gì? Đây là thẻ ra vào Phường Nhạc. Phường Nhạc đâu cần thẻ ra vào. Cô từ tới đó sao? Ta không có. Ta nghe nói thôi. Cô từng tới nơi đó rồi hả? Ta là bổ khoái mà. Tháng trước Phường Nhạc có mấy hộ cơ đến, đã thu hút được không ít người độc thân đến mua vui. Quả nhiên chuyện này liên quan tới những người độc thân kia. A Tĩnh, mau đi bắt người. Chúng ta không có chứng cứ trực tiếp, ngang nhiên đi như vậy, em sẽ là đánh rác đồng cỏ. Chúng ta có thể trà trộn vào. Nhìn ta làm gì? Trà trộn vào. Thám thính. Phương Thường Lạc. Ta muốn quay gì? Họ tìm bên ngoài, chúng ta tìm thử bên trong. Ha 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 ha.
Tiểu nương tử, cô định đi đâu vậy? Bọn ta là khách nữ, ngươi đừng làm bậy nha. Biến biến, trong ngươi còn không tròn bằng một hạt táo nữa. Cướp gì mà cướp sang một bên. Tiểu nương tử, đau, đau. Thôi thôi, thôi. Thôi thôi, thôi. Mau, đi đi. Công tử đã tra rõ rồi. Quản công tử kia có buôn bán với dạng diễn minh. Sau khi họ độc thân đóng cửa, những người độc thân còn lại đi theo hắn. Có lẽ Chu Cát tiên sinh bị giấu ở đây. Đúng rồi, còn tra được hắn lấy danh nghĩa độc thân đi chơi bời khắp nơi, lượt không ít thiếu nữ. Đại nhân, có cần bắt hắn hay không? Cứ theo dõi đã, tìm được người rồi bắt. Dân. Quả nhiên nữ tử người Hồ rất là dũng mãnh, ta thích. Xin lỗi, vì nãy biểu mũi của ta đã lỗ mãn rồi. Người vừa từ chối ta là biểu mũi của huynh sao? Đúng. Mấy năm trước nó bị bệnh ở cổ họng, giọng nói rất giống đàn ông. Từ ấy ngại nói chuyện. Thì ra là vậy. Ta vừa gặp đã yêu bí mũi của huynh, không để bụng những chuyện giặt này. Hiếm khi có duyên. Thế này đi, ta đi khuyên bí mũi của ta, xem nó có chịu tâm sự với công tử hay không. Tốt, tốt lắm. Mau đi đi, đi đi. Khách sáo rồi. Đến lâu như vậy rồi, chẳng có ai đáng ngờ cả. Để tra ra quả công tử kia và mấy công tử gây chuyện khác, quan hệ của họ rất mật thiết. Nếu ra tay từ hắn, có lẽ có thể tìm được chút manh mối. Vậy cứ lôi thẳng về nha môn, thẩm vấn không được sao? Không được. Bắt hắn đi. Chu Cát tiên sinh bị giết thì phải làm sao đi? Đúng vậy, vừa nãy hắn, hắn còn quấy rối Sở Diệp. Vậy sao? Đây là cơ hội tốt đó. Sở Diệp, thế này đi, ta và Tiểu Nhã lánh đi trước, xem ngươi có liệu được không. Không thể. Như vậy không hay lắm. Lỡ Sở Diệp quên ấy, Sở Diệp cũng không chịu ở mức gì đâu. Nàng tiếc lắm à. Sở Diệp, rốt cuộc ngươi có muốn cứu cây hồng loan không? Không cứu cây hồng loan, để nhất mấy mối phải làm sao? Tiểu Nhã phải làm sao? Tiểu Nhã phải làm sao? Ta là vì nàng, không phải vì hắn. Quá khen quá khen. Nào nào, mời. Ta hiểu tâm trạng của các ngươi. Ta cũng có thể không cứu cây hồng loan này, nhưng quan phủ cho ta một khoản tiền rất lớn. Huynh nói xem, nếu ta đồng ý với các ngươi, chưa nói không kiếm được số tiền này, còn có thể phải chịu cảnh tù tội nữa. Huynh đài à, thế này đi, các người cho ta giá tiền gấp đôi, rồi thêm chút tiền xe ngựa, ta lập tức rời khỏi thành Nguyệt Dương. Thế nào? Được. 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 Vậy cạn nào. Cạn một ly nào nào. Trong tay nàng vừa trắng vừa dài. Nàng biết đánh đàn hay là biết đánh đàn tì bà? Dáng vẻ không đếm xỉa đến người khác của nàng rất đáng yêu. Ở đây quá nhiều người, chỉ bằng chúng ta hãy đến một nơi yên tĩnh. Thì trang nàng thích trực tiếp như vậy hả? Vậy chúng ta đi tìm một nơi yên tĩnh đi. Đi nào. Tiểu nương tử muốn chơi gì?
Quan Dại. Đạp đủ chưa? Đạp đủ rồi thì chúng ta tiến hành bước tiếp theo đi. Được. Quản công tử, người kia nói cho tiền gấp đôi, thì chi phí xây ngựa quản. Uống vào rượu nhỏ thật vui thích. Mang tiền đến rồi hả? Nếu không ta cũng không muốn nói với loại người nói chuyện không trả lời với các ngươi. Ta không phải ngươi. Sao ngươi lại đến đây? Cứu ngươi đi. Cứu ta sao? Ngươi mặc thành như thế này à? Ngươi bị bắt cóc mà còn uống ngon quá nhỉ? Ta bị ép đó. Ta thật sự bình thường ta. Được rồi, không thích ăn cơm này. Đi thôi. May nhờ quy danh của đại nhân khiến chúng sợ hãi, nên chúng mới không dám ra tay với ta. Cái mạng của tại hạ là do đại nhân ban cho, kiếp sau sẽ làm cho lòng ngựa báo đáp đại nhân. Khiến tiên sinh đang yên đang lành gặp nạn là sơ sót của bản quan. Mà đứng dậy. Tạ ơn đại nhân. Bắt được bọn bắt cóc chưa? Chạy rồi. Nhưng ta đã cử người lục soát cả thành, chúng không chạy thoát đâu. Phải phạt thật là nghiêm. Dân. Trông kỹ bên này đi. Mấy người cố gắng lên, dốc sức một chút, trông hết cái kia đi. Nào, các người trông hết số đất từ phân lợi này xuống. Nào, để sang bên kia. Được rồi. Nào, bên kia nữa, đừng để sót. Đủ rồi, đủ rồi. Đập chắc vào thêm chút đất sau này đi. Đây là gì vậy? Nước hồi sinh, phương pháp gia truyền đấy, có tác dụng cải tử hoàn sinh. Quả nhiên là thần. Cái Hồng Loan được cứu rồi. Số nước hồi sinh còn lại, mỗi ngày tưới vào gốc cây 2 lần, 3 ngày sau chắc chắn sẽ nảy mầm mới. Đợi cây Hồng Loan sống lại, phong thủy của thành Nguyệt Dương sẽ lại tốt lên. Để giúp mây mối chúng ta sẽ quay về cảnh nhộn nhịp đông như trễ hội. Đến khi ấy tiền sẽ giàu như nước. Nàng đó, không nghĩ đến chuyện thúc đẩy được bao nhiêu cặp thành hôn, chỉ nghĩ đến tiền làm mai của nàng. Tiền làm mai này cũng là vật bảo đảm quan trọng của nghề may mối. Hơn nữa, chúng ta phải nuôi cả gia đình. Hơn nữa còn phải nuôi trẻ con. Còn phải nuôi. Thì ra nàng nghĩ xa như thế hả? Chẳng trách lại sốt ruột thế. Không có. Đúng rồi, không phải chàng nói cây Hồng Loan sống lại, chàng còn phải xin lỗi Dân Xuyên sao? Nói sao đi. Mọi người bắt được chưa? Vẫn chưa. Dù sao người liên quan đến độc thân cũng quá nhiều. Chú cái tiên sinh kia là chẳng biết gì. Xử lý vụ án này khó đấy. Ta thấy người này có vấn đề. Cô đừng thấy ngứa mắt người ta nữa. Ít ra người ta cũng có thể cứu sống cây Hồng Loan. Nếu cây Hồng Loan sống lại, các huynh sẽ phải về sao?
Đúng là phải về một chuyến. Sở dĩ phải tiếp nhận chức vụ thần nhân duyên, giải quyết được chuyện này, vậy hãy có thể xin thiên đế ban thưởng. Nó không chừng bọn ta cũng có thể ở lại dân gian. Thật sao? Đương nhiên. Bây giờ giỏi rồi, biết tuyệt thực luôn đấy. Công tử, tiểu nhân có lỗi với người. Được rồi, ta hiểu. Chu Cát tiên sinh là nhân tài hiếm có, nhưng y không muốn làm quan. Ta cũng không có ý giữ y. Cho nhiều tiền, đưa y ra khỏi thành đi. Hắn đi rồi sao? Đúng. Tuy người lắm khuyết điểm, ít ưu điểm, nhưng giữa ngươi và y, ta vẫn chọn ngươi. Công tử, sao ngươi có thể đáng đi được? Ta cũng hơi hối hận. Công tử, tiểu nhân nói thật với người vậy. Chu Cát tiên sinh là một kẻ lừa đảo. Tiểu nhân chỉ kêu hắn vào cho đủ số. Cho đủ số sao? Không phải người chê ít người đăng ký quá sao? Tiểu nhân sợ người bị mất mặt, muốn dẹp bỏ ông lo và khó khăn của người. Nói trọng điểm đi. Hắn là người tiểu nhân kéo bừa vào, ở nơi tập trung nhân tài. Ngươi, sao ngươi không nói sớm? Đám người nơi tập trung nhân tài, đó mà là nhân tài sao? Giống như tiểu nhân cũng muốn nói ra, nhưng mà chẳng phải công tử không cho cơ hội sao? Thực ra Lâm tiên sinh và Mai tiên sinh mới là bậc thầy làm dược thực thụ. Ai ngờ người thích nghe nịnh hót như vậy. Ngươi lập tức tìm hai người kia về cho ta. Hãy nhớ, chuyện này không được trêu ra. Nếu còn một chút sai sót nào, ta sẽ... Đừng, tiểu nhân sẽ đi ngay. Đại nhân, rễ cây này đã không thể cứu sống được nữa. Dù dùng bao nhiêu phân bón, đất tốt biết mấy, cũng không ăn thua gì đâu. Hoàn toàn không thể hấp thu dinh dưỡng. Huống chi đây không phải là nước hồi sinh gì hết. Vậy đây là gì? Cái này Thiết Quan Âm. Ta nhất định phải bắt hắn gì? Thế mà dám lừa cả bản quan. Nếu ngày mai cái Hồng Loan này vẫn không có bất cứ khởi sắc gì, không biết Ngựa Thành Nguyệt Dương sẽ làm ầm lên như thế nào nữa. Đâu chỉ có họ làm ầm, Tiểu Nhã cũng sẽ hoàn toàn thất vọng về ta. Sau này sẽ không tin tưởng ta nữa. Muội ấy để tâm đến chuyện nhân duyên như vậy, ta nhất định không thể để muội ấy thất vọng. Hai vị tiên sinh có kế gì hay không? Chuyện này không phải bọn ta không muốn cứu, thực sự là không thể làm được. Đúng vậy, ta có một cách. Phiền hai vị tiên sinh nghĩ cách. Thêm mầm mới cho cây này. Cách này có được không vậy? Để mọi người thành Nguyệt Dương lấy lại lòng tin vào nhân duyên, tạm thời che giấu, cũng là có thiện ý mà, không phải sao? Chuyện này xanh rồi. Lão gia mau xem đi. Lão gia xem đi. Liên Lý, người nói cái gì vậy? Tiểu nhân nói cái Hồng Loan xanh rồi lão gia. Cái Hồng Loan sao? Con gái xanh rồi, cái Hồng Loan đã xanh rồi. Xanh rồi. Lão gia, tiểu thư đã ra ngoài rồi. Sống rồi.
Cuối cùng cũng sống rồi. Cái Hồng Loan sống lại rồi. Mẹ ơi, mẹ có nhìn thấy không? Cái Hồng Loan sống lại rồi. Tình trạng hỗn loạn nhân duyên ở Thành Nguyệt Dương đã cứu rồi. Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ giật lại để nhất may mối. Tốt quá rồi Sở Diệp, tốt quá rồi. Cây Hồng Loan sống lại là chuyện vui đáng chúc mừng của Thành Nguyệt Dương. Để bảo vệ cây không xảy ra sự cố nào nữa, xin mọi người tự giác xếp hàng bên ngoài, yên tâm cầu nguyện. Chúng ta hãy đồng tâm hiệp lực, cùng mong chờ vào ngày cây Hồng Loan tươi tốt. Được. Mọi người mua quà đến cầu nguyện đi. Được. A Hỷ, đi theo ta. Dân Dân Xuyên thả chàng ra khỏi đại lao. Chàng không đã tạ quên ấy sao? Ta cứu cây quà nhé. Nỗ lực của chúng ta không hề uổng phí. Đều là công lao của nàng đó. Có cả chàng nữa. Thật không chịu nói hai người họ. Hay là chúng ta đi thôi. Đi đi. Sao vậy? Cô đừng chỉ lo chơi với cô nấy. Đi tiên truyền giúp ta đi. Mọi người đến xem đi. Để giúp mấy mối chỉ làm nửa giá. Đến xem đi. Vậy cô thì sao? Đi cầu nguyện. Đi đi. Hai người thật quá quắc. Tuyên truyền đi. Đi thôi. Để ta xem chàng viết gì. Ta viết chúng ta mãi mãi bên nhau. Nhìn lén ta. Ai nhìn lén nàng chứ? Nàng không nhìn sao biết ta nhìn lén nàng? Chàng. Đi thôi, đến nhà môn. Ta muốn ném cái này lên chỗ cao nhất. Tại sao? Bởi vì càng gần tới bầu trời thì đứa của chúng ta sẽ càng dễ được thần tiên nghe thấy. Thần tiên? Ta chính là thần tiên. Nàng nói điều ước cho ta, ta sẽ truyền cho nàng. Vậy chàng phải bận rộn lắm. Với lại, ta cầu nguyện cũng không phải muốn họ phải thực hiện giúp ta. Cầu nguyện không để thực hiện thì cầu nguyện làm gì? Đây là điều ước đẹp đẽ trong lòng ta, là ký ức đẹp nhiều năm sau. Chàng hiểu không? Họ ném được lên kìa. Nhìn kìa. Ném lên rồi. Ném lên được thật rồi. Ai dịp điềm lành đó. Chàng dù phép hả? Chuyện đó không quan trọng. Đứa của nàng nhất định sẽ thành hiện thực. Hay quá, hay quá. Hay quá, giỏi lắm. Hay, tuyệt quá. Thưa bà con, kể từ hôm nay, ai đến để giúp mây mối làm may trong vòng 7 ngày đều được giảm 7 phần tiền. Hay, hay quá. Hay. Chàng về trước đi. Ta nhìn nàng vào đã. Vậy mai chẳng muốn ăn gì? Gì cũng được. Hai người đủ rồi đó. Phòng gần nhau như thế, không cần phải dính lấy nhau như thế đâu. Nàng mau về ngủ đi. Mai gặp. Mai gặp. Mm.
Lương tâm của huynh đã bị Hao Thiên Khuyển ăn mất rồi sao? Làm gì hả? Là cái mặt đấy cho anh xem. Huynh có việc giấu ta hay Thượng Quan Nhã? Ở bí cảnh ta đã thấy Dạo Cảnh với Tiểu Nhã, không biết là tốt hay xấu. Tiểu Nhã, Tiểu Nhã, là sao thế? Sao lại thế này? Tiểu Nhã, sao lại là thế này? Tiểu Nhã, là ngươi. Mọi thứ ban nãy đều do ngươi làm ra. Chuyện gì cũng có nhân quả. Nhân quả gì? Sau này ngài sẽ biết thôi. Mọi thứ quá thật. Ta thật sự cảm thấy nỗi đau ấy rất rõ ràng. Trong bí cảnh thật thật giả giả, nếu chuyện thật sự sẽ xảy ra, quên không ngăn lại được cũng không làm được gì. Tuy cây Hồng Loan đã sống lại, nhưng vẫn chưa xong việc đâu. Cứ làm điều mà quân cần làm, tạm thời đừng nghĩ đến những chuyện khác. Giờ ta chỉ muốn làm thêm vài chuyện cho Tiểu Nhã. Xem đi, xem đi, xem đi, mua sọt không? Bữa sáng hôm nay là không khí sao? Tiểu thư, sáng nay ta chuẩn bị làm cơm, nhưng bị Sở Diệp công tử đuổi ra ngoài. Sở công tử nói hôm nay là bữa sáng cho mọi người. Hai người thật là, sao có thể để hắn vào bếp chứ? Phải cản lại. Để mọi người đợi lâu rồi, ta đã chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Hôm nay mặt trời cũng đâu mọc đằng tây. Tổ mẫu, bá phụ, đây là... Bá phụ đi ta. Tổ mẫu, dễ chịu chứ? Thần tiên. Sở Diệp, cậu có làm việc ở đằng trước sao? Đằng trước có Tiểu Nhã và Lý Phủ, ta tạm thời không cần qua đó. Ta đến để giúp em mối đã lâu, mà cũng chưa dành thời gian ở bên hai chị. Sau này ta sẽ dành nhiều thời gian ở bên hai người. Bá phụ, ông có chỗ nào không khỏe để ta soi bớt? Chỗ nào không thoải mái chứ? Trà này lợi tiểu, ta đi nhà xí đã. Tiếp tục đi. Cảm tạ mọi người đã luôn đồng hành với đệ nhất mây mối. Nay cái Hồng Loan đã sống lại, vừa khéo là một cơ hội tốt để chúng ta đánh một trận chuyển mình cực đẹp. Công việc sau này mong mọi người tích cực nêu vấn đề. Có vấn đề gì thì có thể đến tìm ta. Được, không thành vấn đề.
Hẳn mọi người đã chờ rất lâu rồi. Đúng thế. Mọi người tự bàn bạc đi nha. Được rồi, được. Sao vậy cha? Con gái này, dạo này sợ Diệp. Sao lại bất thường như thế? Bất thường à? Con thấy vẫn ổn mà. Không đúng, không đúng. Con hỏi cậu ta xem, rốt cuộc cậu ta muốn làm gì? Đừng làm người ta sợ thế biết không? Cha, mọi người là cùng một nhà, đừng khiến quan hệ căng thẳng như vậy. Ai là người một nhà với cậu ta? Nói dớ dẫn. Ta cho con biết, chắc chắn cậu ta làm việc xấu sau lưng con. Và gần đây cậu ta muốn lấy lòng con cái gì đó đó. Con tuyệt đối đừng nghe theo. Là cậu ta tặng cái gì con thì con cũng đừng nhận. Ai lấy thì người đó là cho con. Lý Phủ, sao cậu lại đến đây? Đến đưa đồ. Đây, đây là gì? Đây là đồ mà Sở Diệp mua cho để giết mấy mối. Đây là món quà nhỏ của nấy tặng cho lão gia. Nhiều đồ vậy sao? Ai bảo không được nhận nhỉ? Không được nhận. Nói kiểu gì đây? Sao lại nói với cún con? À không, sao lại nói với cha như thế? Thiệt tình. Đây là lòng tốt của Sở Diệp mà. Sao ta có thể từ chối được? Đúng chứ, đúng vậy. Thế này đi, ta cảm thấy ta rất thích những người ngoan ngoãn hiếu thảo. Bảo Sở Diệp cứ duy trì. Rất tốt. Ta thích. Nào nào, bên này, mang đồ vào trong đi. Nào nào, lại đây, lại đây, nhanh lên. Nói chuyện tiếp đi, không vội. Ta làm chút việc công. Vậy chúng ta đi thôi, vất vả cho các vị rồi. Sau này còn phải dựa vào các vị nhiều. Được được, lần sau lại đến nha. Mời đi bên này. Tiểu thư, tiểu thư. Sao vậy? Người mau đến phòng bếp xem đi. Sao công tử mày mò trong nhà bếp cả chiều? Bột mì bên ấy làm hỏng rồi. Giờ này chảy sao vậy? Sao lại lùng quá? Ta không biết nữa. Để ta giúp chàng. Nè đừng động tay vào. Cứ để ta. Để ta đi. Ta muốn làm nhiều gì cho nàng. Để lưu giữ ký ức đẹp. Hai người cùng làm thì ký ức sẽ càng đẹp. Trong mỗi cuộc tình, mọi người đều sẽ làm những việc đáng để kỷ niệm nhất. Vậy nên ta muốn làm triển lãm, thu thập tín vật minh chứng tình yêu của mọi người. Thu thập những tín vật ấy lại, rồi viết lên câu chuyện tình yêu của họ bên cạnh tín vật. Chàng xem này. Cái này. Cái này đều là chàng tặng ta. Những thời điểm khác nhau lại có ý nghĩa riêng của chúng. Ta tin mọi người đều có vật mà mình trân trọng. Nếu họ bằng lòng mang ra, chia sẻ cùng chúng ta, kể về câu chuyện đằng sau chúng, thì ta tin có thể lan tỏa đến nhiều người. Chắc chắn chúng sẽ khiến người độc thân muốn yêu đương, nhén lên hy vọng với tình yêu. Đúng lúc cây hồng loan đã sống lại, có thể khiến người độc thân thắp lại tình cảm mãnh liệt với tình yêu. Đúng vậy. Vậy lần này chúng ta đặt tên là gì? Tên hả?
Đặt là tìm cất giữ tình yêu nhé. Cất giữ tình yêu. Ta muốn mau mau tổ chức, nhưng thời gian không đủ, không kịp làm đồ dùng. Cái này thì dễ, để giá sách trong thư phòng là được. Được, chờ nhé. Ở đây đặt hai chiếc bàn đi. Thế này thì sao? Được. Ở đây thêm một bức bình phong. Ta thấy không thể lãng phí hai bên này, nên là chuyện còn lại cứ để cho ta. Quynh đúng là có sách quên bạn. Đêm hôm khuya khoắt có để người ta ngủ không vậy? Làm việc. Ngươi chuyển hai chiếc tủ này ra sân trước đi. Quynh, tiên thuật sao chỉ dùng có một nửa thế? Ngươi đích thân làm thì mới tiện điều chỉnh. Chuyển cái này ra chỗ kia. Nặng đến thế sao? Đúng. Ra đằng trước một chút đi. Thứ này sao nặng thế? Công tử. Công tử. Công tử. Người được cử đi đã về rồi. Không tìm thấy Chu Cát Khuông. Có cần báo cho các nha môn khác không? Không cần nữa. Nếu như vậy thì dễ lộ chuyện làm giả cái Hồng Loan, vẫn nên âm thầm làm thôi. Dân, giờ chỉ đành đâm lao theo lao thôi. Mau giải quyết tình trạng hỗn loạn nhân duyên ở thành Nguyệt Dương. Cho cái này cho Lưu Quyền lệnh, đốc thúc ông ta để các bên làm ăn trong thành lập tức thực hiện từ hôm nay. Dân. Đây xem đi. Bắt đầu từ hôm nay, đóng toàn bộ tiệm quà ly trong thành. Không được tự ý mở hàng kinh doanh. Ai làm trái sẽ bị phạt lưu đày. Trong vòng 10 ngày thì mấy mối treo biển sẽ được thêm tiền thưởng. Các quán trà quán trụ trong thành giảm nửa giá để mời chào các cặp đôi. Đồng thời hiệu mai dân thương cũng không được thờ ơ với người độc thân. Giảm nửa giá, ai vi phạm sẽ phải đóng cửa để chỉnh đốn.心的安心，我想我遇到你就是最好的事情。